yêu đón vẫn mãi. Vâng, xin chào bạn đọc Thế Giới Văn Hóa. Chắc chắn là mọi người sẽ ngạc nhiên. Khi kinh doanh thì người kinh doanh phải biết nhắm cái mặt hàng nào người tiêu dùng sẽ chọn sử dụng nhiều nhất. Ví dụ như mình sẽ tìm những cái mặt hàng kinh doanh như là người ta dùng mỗi ngày như gạo nè, xà bông, nước uống đó. Thì giữa những muôn ngàn những cái phản ánh về những cái loại thực phẩm dơ bẩn, thịt heo thối hay là đồ Trung Quốc, tất cả mọi thứ đều nó đang gây một cái sự hoang mang rất nhiều cho người tiêu dùng. Thì Hưng đã nhanh trí phải đi trước một bước liền, chọn một cái nguồn dinh dưỡng rất đặc biệt, hoàn toàn sạch 100% với chất lượng quốc tế. Có nghĩa là những cái nguồn dinh dưỡng này nó vừa bảo đảm sức khỏe, vừa không có cholesterol, mà lại mang lại một sự an tâm cho khách hàng, người tiêu dùng rất là nhiều. Và sau khi Hưng đã tặng cho nhiều ca sĩ, nhiều doanh nhân và nhiều các vị quan chức cũng ăn thử, kể cả người tiêu dùng bình thường đều họ đều rất thích. Và Hưng quyết định đưa nhãn hiệu Phú Biển này tới người tiêu dùng một cách gần gũi hơn. Trong khi đó thì bao nhiêu năm nay thì gia đình Hưng vẫn hoạt động cái ngành thủy sản này đối với đối tác nước ngoài là nhiều nhất. Nhưng mà năm nay quyết định Hưng sẽ đại diện gia đình, sẽ phát hành và sẽ giới thiệu đến công chúng của người Việt Nam những sản phẩm đặc biệt dành cho người Việt Nam. Và các bạn có thể tìm được rất là nhiều những cái món ăn dễ nấu nướng trong catalog của Hưng, hướng dẫn có những món do chính Hưng sáng chế. Ví dụ như là cá thu chà bông, cá thu cá ngừ, toàn bộ cá thu mà chà bông á, toàn bộ chà bông cá của sản phẩm Vua Biển là do chính Hưng lập công thức và tự tay đo lường từng gram đường, từng ml nước mắm, muối, tiêu, ớt thế nào, do chính tay Hưng điều khiển tất cả công việc đó. Và với rất là nhiều món, nhiều sản phẩm ở tại Vua Biển như vậy, thì hy vọng là các bạn sẽ tìm được bữa ăn thật là ngon, thật là khỏe và thật là bảo đảm vệ sinh cho bản thân mình, gia đình của mình và cả người thân yêu nhất của mình nữa. Trước tiên là cảm ơn thời gian quý báu của mọi người dành cho Hưng trưa nay. Vì cái không gian này nó không có được quá lớn cho nên là phải chia những cái buổi gặp nhau này là lần 3-4 lần. Mình còn có riêng cho người Hưng căng thẳng với từng người, chứ có đông quá thì không sản xuất này, không sản xuất kia được thì sẽ rất là lãng phí cái quý báu này. Đây là những sản phẩm cá mà đánh bắt từ ngoài khơi và cấp đông ngay tại ngoài khơi liền luôn, rồi chuyển vào trong Việt Nam, rồi vào nhà kho giữ lạnh 60 độ nữa đó. Nó được giữ sạch cực kỳ là cao và độ sạch của nó cao sạch lắm luôn. Tí xíu nữa mọi người sẽ xem thử những sản phẩm của Hưng và cái nhà máy mà Hưng làm việc ở nơi đó. Và trong những sắp tới thì sẽ khai trương chính thức đại lý đại diện ở Đà Nẵng và Hà Nội, là ba trung tâm lớn nhất. Từ đó cho nên là sau đó từ Huế và Đà Nẵng sẽ lấy hàng từ đó, hoặc là các tỉnh khác sẽ lấy hàng từ Hà Nội ở miền Tây và Cần Thơ. Hưng có chuyển hàng sẽ có xe đi mỗi ngày. Bây giờ thì Hưng sẽ mời mọi người thử món cá nấu trước nha, mỗi một chút xíu. Thì có rất là nhiều những cái món khác nữa do đầu bếp đặc biệt của Kim Hưng chế biến để tạo mình một này nha. Tình yêu đó vẫn mãi có nên sâu trong lòng anh. Ngày em đến bên anh là khi xuân cũng vừa đến. Mình cũng sưởi ấm cho tâm hồn nhau, hạnh phúc quên đi mùa đông. Bình minh nắng ấm áp hòa với tiếng chim ca. Rồi em đã ra đi lặng lẽ khi đêm hè sang. Tình yêu vừa thắm trong tim mà nay bỗng đã vụt tắt. Giờ em cất bước ra đi về đâu, còn nhớ đến những lời yêu mà ta đã trao nhau dưới ấm con tim hôm nào. Này em yêu ơi, gió cuốn em đi xa rồi, hoàng hôn buông xuống
vây quanh hồn tôi.